mà có cách diễn đạt khác nhau, thì cái đó là hiểu ạ, chứ đừng có làm giống nhau. Cái lý thì nó có một thôi, nhưng mà cách diễn tả người thì nhìn vào phương diện này, người nhìn phương diện khác, thì tôi thấy là tôi tán thán lại, như vậy mới là đúng đó. Thì tôi đã giảng có nhiều cách chứ không phải có một cách, nhưng mà làm sao mà ngắn gọn đầy đủ thì người đó hay. Còn rõ ràng dĩ nhiên không rõ ràng ở đó. Ở đây Pháp hội có thể đưa mình đọc cho mình hiểu liền. Còn những người mà có Phật Pháp sâu thì người ta coi người ta hiểu. Còn người sơ cơ thì chịu thôi. Chịu thôi. Bởi vì mình quá ngắn, quá gọn, quá đầy đủ. Nhưng mà cái rõ thì không được rõ, chỉ có giảng thôi. Còn nếu mình đã có giáo lý sâu sẵn rồi thì coi hiểu được. À, hoặc là có đi ở đây nghe thì coi qua hiểu. Thì phải vậy thôi à, tóm là phải vậy thôi. Thành ra tôi tóm lại. Tôi nói là nó nói nhiều phương diện lắm, thì Phật tử có nhiều người thích phương diện này, nó hợp với mình thì trình bày theo phương diện đó, nhưng mà cũng không ngoài cái tư tưởng với Bát Nhã, không ngoài cái thức với căn. Thức căn cũng là tư tưởng Bát Nhã thôi, không ngoài cái nhất niệm với vô niệm, hay là bán nhất niệm nữa vô niệm, thì nó đúng hả? Thì tùy mỗi người trình bày, thì đây Phật tử chia ra thì đúng đó, ở đây ba phần tất cả. Quán lạc thọ không quan nghĩ và quán khổ thọ không sầu ngủ. Thì đó là cái thứ nhất. Nhưng ở đây nãy cô Hưng có trình bày là hay, phải định nghĩa chữ tùy nguyên với tùy tâm. Cái này mà lơ mơ là không nắm vững là câu này trả lời không sáng tỏ. Tùy nguyên, nguyên là ngủ. Thị nguyên là vùng ngủ, ngủ gục đấy. Nguyên có nghĩa là ngủ. Tùy là len lỏi, nghĩa là len lỏi trong cái mê mờ. Mà thường mình kêu cái danh từ cho dễ hiểu cái là ngủ ngầm. Tôi thấy dịch giả dịch cái đó tôi thấy hay. Nguyên là ngủ, còn tùy là len lỏi theo, tức là ngầm ở trong đó. Tức tiền miên mình dịch ra tiếng Việt cho nó dễ hiểu, nên nói là tiếng Hán thì nói là ngủ ngầm. Tùy tăng, tăng là lên, thêm, thêm vào, len lỏi để thêm vào trong đó. Thì hai danh từ này rất hay, nghĩa là nếu mà chúng ta không nhận được nó, không biết cách đối trị nó đó, thì nó càng ngày càng tăng. Còn biết cách đối trị nó thì nó ngủ ngầm, nghĩa là nó không tăng nhưng mà nó không giảm, nó bị đè xuống đó như là lực sĩ mà đè tên cướp vậy. Thì có y nguyên thôi, lấy đá dằn cỏ thì cỏ không mọc nhưng mà không chết đâu, vẫn còn ngủ ngầm ở trong đó. Thành ra cái pháp môn đối trị thì nó có thể nhất thời dứt được, tức là mình không có nổi sân nhất thời nhưng nó còn nằm đủ đó. Còn cái Bát Nhã của đạo Phật chỉ có Đức Phật mới tìm thấy thôi, là nhổ tận gốc rễ của cỏ, tức là vĩnh viễn không còn mọc nữa. Thành ra hai cái rất là quan trọng, mà nhất là thời buổi này chúng ta dễ nhận vật làm con hoặc làm cha lắm, tức là giữa Bát Nhã tư tưởng rất là khó phân biệt, khó phân biệt. Đây là học, chúng ta học giáo lý thôi, nhưng mà khi thực hành chúng ta vẫn còn lọt như thường, thành ra cái khó chỗ đó. Bây giờ mình giảng vậy cho khi thực hành nó còn nhiều cái chi tiết mà mình thấy bất ngờ. Thành ra đây mình phải coi chữ tùy nguyên với tùy tăng. Thì ở đây cái bài nó rất gần, là quan hỷ lạc thọ thì quan hỷ tán thán trú ở ái trước. Thì đó tôi không để ý, nhưng mà nhiều học giả cũng bỏ cái chỗ này. Thì đây đó là tất cả từ cõi trời sắc giới tam thiền cho tới địa ngục. Thì chúng ta thấy là cái lạc thọ nó thuộc về tam thiền, nó thuộc về tam thiền. Mà nếu kể từ ở trên xuống dưới là tam thiền, nếu mình muốn giữ nó hoài thì cái tâm nó sao động dữ, nó nhàm chán rồi giữ nó hoài thì nó lọt xuống cái quan hỷ. Thì tất cả cái tán tán trú ở trước cũng đều là quan hỷ thôi, nhưng mà cái tâm nó thô tháo, thành ra nhiều nhiều danh từ khác nhau. Chứ thật sự tất cả chúng sanh thì đi tìm hỷ lạc thôi. Cái niết bàn cũng là hỷ lạc nữa, nhưng mà cái hỷ lạc đó khác. Hỷ lạc đó là cái hỷ lạc tỉnh thức hồn nhiên. Còn hỷ lạc này là có sự tác ý, có cái biết trong, có cái thúc đẩy của mặt na muốn tìm cái hỷ lạc nhiều. Còn cái kia, cái hỷ lạc chỉ có một thôi,
hay là đúng nó không phải là một nữa, mà nó chỉ là một sự lặng lẽ, nó vô lượng vô biên. Thành ra cái khó của chúng sanh lúc mà Xá Lợi Phất mà giảng cái bài kinh Hỷ Lạc đó, thì có người nói mà ngài nói vậy là không còn cái gì hết, cái đó là Hỷ Lạc sao? Thì Xá Lợi Phất mới trả lời, chính không còn cái gì hết đó mới thật sự là Hỷ Lạc, chỉ còn sự yên lặng tỉnh táo thôi, tỉnh thức, nó vô lượng vô biên, nó bao trùm hết tất cả, thì cái không Hỷ Lạc mới là Hỷ Lạc thật sự. Thì chúng ta thấy hồi xưa cũng có trình bày mà không sáng tỏ bằng bây giờ. Bởi hồi xưa nó ít có cái khoa học, ít có diễn biến, còn bây giờ cái điều kiện rất nhiều. Hồi xưa đâu có mà tivi truyền hình hay là vi tính gì đó, còn bây giờ có cái đó, mình thí dụ nó rất dễ hiểu, rất dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà không khéo là chúng ta đi vào cái nhiều á, mà chính nhờ cái nhiều này nếu mình có thể ví dụ qua, mình sẽ thấy sáng tỏ hồi xưa. Hồi xưa khó ví dụ, nhưng mà người ta có cái nghiền ngẫm trong lặng lẽ, người ta đi sâu vào với cái hoàn cảnh hồi xưa rất là dễ. Con người ít hướng ngoại, mà muốn hướng ngoại cũng có gì đâu mà hướng ngoại, không có gì hết, máy không có, truyền hình không có, tivi không có, phản lực cái gì, giờ muốn hướng cũng không biết ở đâu mà hướng. Thành ra con người trở về nội tâm nhiều hơn hết. Mà một vị thánh thinh văn đó phải đi vào nội tâm, tức là chiều sâu. Cho nên tất cả những kiến thức, kinh nghiệm, ký ức học hỏi là con số không, nó phá hoại cho cái sự hướng về nội tâm. Chỉ có Bồ Tát sao mới thành cái dự dụng, đó là cái vọng thôi. Nhưng mà khi thấy được Phật tánh như A-la-hán rồi thì cái đó trở thành cái dự dụng, đúng là giáo hóa. Thành ra Đức Phật ban đầu thì ngài bác năm cái thần thông: mắt, tai, mũi, lưỡi, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, ngài bác bỏ hết. Có cái đó nó chướng ngại cho con đường bát nhã, chỉ chấp nhận con cái lậu tận, dứt hết tất cả tham sân si, không còn dính mắc vào bất cứ cái gì hết. Cho đến những cái kinh nghiệm, kiến thức kia là những cái chướng ngại đem chụp ngủ cái niết bàn, cái sự thật. Nhưng mà cái đó không phải chướng ngại. Nếu chúng ta thấy được cái bất tử rồi thì tất cả những cái đó là cái diệu dụng để giáo hóa thôi. Thành ra cái đạo Phật nó khó là chỗ đó. Ban đầu phải dứt bỏ hết. Để chi vậy? Để trở về với cái bất tử, cái một. Khi được cái một rồi thì tất cả cái nhiều đều là diệu dụng cái một. Thành ra chư Phật tử phải nhớ, thành ra người đắc quả nhập lưu đầu tiên là phải giữ giới thật kỹ. Bởi vì có 1/4 bát nhã thôi, còn 3/4 tư tưởng. Mà tư tưởng tức là cái nhiều, tức là cái vọng. Chừng nào tới bất lai ra thì tương đối đỡ đấy, tức là Phật tánh tới 3/4, còn tư tưởng nó 1/4. Tới A-la-hán thì thôi khỏi cần giữ giới nữa, vì A-la-hán giữ giới là một. Mình với sống là một thì mình không còn sợ sống nữa, mình cứ nhịp nhàng, cứ nhận giận theo đó thôi. Mình luôn luôn giới, cái giới là một thì đâu còn giữ giới nữa. Thành ra người bệnh thì phải uống thuốc, mà khi hết bệnh rồi thuốc trở thành bệnh, thì mình phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra quý vị bây giờ chưa nhập lưu thì phải cố gắng ôm cái phao. Thành ra ở đây đó thì chúng ta thấy cái lạc thọ là tam thiền, cái quan hỷ là nhị thiền, tán thán là sơ thiền, trú ở là người và trời dục giới, ái trước là bốn đường ác, thì nó đủ hết rồi. Còn bên khổ thọ cũng y chang vậy thôi. Mà hễ lạc không được đó thì sẽ khổ. Cái tham mà được thì tham nặng thêm, nó càng ngày càng đi xuống. Để cái tham cái lạc thọ mà muốn giữ nó hoài thì cái tâm sao động, mà sao động thì đi xuống cái hỷ. Mà hễ lạc thọ mà không được đó thì sanh ra khổ, nó cứ đi xuống cặp đôi như vậy mãi. Thì cái này muốn trở lên thì phải có điều kiện, có tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu. Còn nếu tham quá mà lười biếng không tinh tấn thì đi xuống, còn tinh tấn rồi đi trở lên. Thì cứ như vậy hoài mà ở lâu thời gian nó nhàm chán thì giải đại. Thành ra nguyên nhân của giải đại mất đức và phạm giới là bởi ở một chỗ. Một chỗ thì cái tịnh xá trở thành cái nhà, bỏ cái nhà nhỏ đi lấy cái nhà lớn, cái đó mới là cái chết. Thành ra Đức Tôn Sư Minh Đa Quang rất rành cái đó.
Khất sĩ là không bao giờ được ở một chỗ quá 3 tháng. Còn hành đạo là 5-7 bữa là đi thôi. Chỗ nào mà người ta biết đạo rồi thì ở 2-3 bữa. Còn người ta không biết đạo á, thì phải ở cỡ 3 tháng. Thì 3 tháng đủ để giáo hóa rồi. Là chúng ta thấy từ ngày mà tiếp thu vào quý sư ở chỗ là rơi rớt rất nhiều. Thì nguyên nhân đang vậy. Thì chư Phật tử phải biết. Thành ra đây chúng ta thấy cái thứ nhất là chúng ta định nghĩa chứ tùy niên với tùy căn. Thì chúng ta thấy là lại là pháp môn bố trì. Mà tôi thường dùng lắm, nếu dùng danh từ khác thì cũng nhiều lắm, là tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu. Nếu tập trung không được thì đi xuống tới địa ngục. Mà tập trung được thì thăng hoa lên. Thì cứ theo cái dần lẫn quẩn đó mãi. Thành ra tham dục sanh đó là cái đi xuống. Còn nếu thăng hoa lên cao thuộc về cái si. Đó thì chúng ta phải hiểu cái đó. Nào còn cái cách thứ hai đó là quán như thế nào để đoạn diệt tham dục và sân. À, cái kia đó thì chư Phật tử phải nhớ rằng cái bát nhã, cái tự tưởng nó đi đôi với nhau. Thì bất lạc thoát. Lạc với hỷ là nhị thiền tam thiền. Còn bốn đường ác đó thì nhập lưu thấy được. Do đè nén mà người trời vĩnh diệt, người trời không đi xuống bốn đường ác. Nhưng mà bức xúc thì có thể bị xuống. Còn nhập lưu do thấy rõ cho nên vĩnh viễn không còn xuống bốn đường ác nữa. Thì hai cái nó giống nhau nhưng mà khác nhau. Người trời là đè nén, mà khi bức xúc quá tải thì cũng dâng xuống bốn đường ác trở lại. Còn nhập lưu là vĩnh viễn không xuống nữa. Chư Phật tử phải đừng nhớ chỗ đó. Còn người trời mà nếu thăng hoa lên đó thì tới sơ thiền thì chiếm hơn nửa bên ngoài, bên nửa bên trong. Thì sơ thiền với thánh thứ nhì là nhất giảng lai thì cũng giống nhau thôi. Thành ra chúng ta để ý trong kinh nói rằng người trời có thể đắc hai tỉnh đầu là do ở chỗ này. Trong kinh không có nói rằng, chỉ kết luận là người trời có thể đắc hai tầng thánh đầu là nhập lưu nhất giảng lai. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích kỹ thì nằm ở chỗ này. Thành ra nhất giảng lai còn trở lại khỏi người trời một lần. Còn nhập lưu đó thì còn trở lại người trời tới 7 lần. Còn hai quả thánh này, hai người này, người với trời này, dục giới này có bậc thiện trí thức thì có thể đắc tầng thánh thứ nhất và thứ nhì. Thành ra tầng thánh thứ nhì thì diệt được cái tham dục của người trời và sơ thiền thì đắc quả thánh thứ nhì. Chúng ta để ý cái đó. Còn quả thánh thứ ba đó thì nó tương đương với nhị thiền và tam thiền. Dứt được nhị thiền tam thiền mới lọt vào tứ thiền. Thì tứ thiền tương đương với quả thánh thứ ba. Thành đã nói quả thánh thứ ba đó, nhìn sơ thiền nhị thiền đó, dứt đi có thể vào tứ thiền. Thành ra tứ thiền với bất lai cùng một chỗ. Tức là ở tứ thiền có 9 tầng. Mà bất lai ở 5 tầng kêu là ngũ định, ngũ tịnh cư thiên. Hay là ngũ bất hoàng thiên. Bất hoàng là bất lai đấy. 5 tầng không trở lại. Chúng ta thấy 9 tầng tức là cái định lực tương đương với nhau. Nhưng mà cái trí tuệ hoàn toàn khác. Cái định lực cũng khác. Định lực tương đương là do đè nén. Thành ra chúng ta thấy tứ thiền đôi đó tới 9 cõi, mà 5 cõi của thánh bất lai, còn 4 cõi của ngoại đạo. Cái định lực thì giống nhau, hai ly nước đều trong hết, nhưng mà một cái của ngoại đạo thì có cặn cáo, cái của bất lai thì không có cặn cáo. Thành ra cũng đồng nằm ở tứ thiền hết, nhưng mà khác, bất lai thì ít có khi đi qua tứ không, mà đi qua cũng không có kẹt. Còn tứ thiền thì thấy rằng, ngoại đạo thì thấy rằng tứ thiền là được, cho nên thăng hoa qua tứ không. Thì cho tứ không là niết bàn. Thấy tứ thiền không phải niết bàn, cho nên đi qua tứ không, nhận tứ không là niết bàn. Còn bất lai ra thì đi tới A La Hán luôn. Còn vị nào mà căn cơ lợi căn đó, ta cũng nhập vào tứ không mà ta trở ra được. Thì cái đó là tùy. Thành ra bên bất lai có tới 5 cõi. Bất lai có cao thấp đấy. Có cõi có ngũ thông, có cõi phát bồ đề tâm giáo hóa, có cõi có một, có đi lậu tận thôi, không có thần thông. Thì mấy vị này khó giáo hóa lắm.
Thành ra tới năm thứ mất lại thì chúng ta phải hiểu như vậy. Đó thì đó là cái trả lời câu thứ nhất. Còn thứ hai, quán như thế nào để đoạn diệt tham dục và sân? Thì chúng ta thấy có hai cách quán. Cách quán theo tư tưởng và cách quán theo bát nhã. Tư tưởng thì phải đè nén kỹ, mạnh, lâu và sâu. Tiến từ địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, Atula là nhập lưu đã làm xong. Rồi dùng cái Phật tánh đó để lặng lẽ chiếu soi nữa, thì càng ngày nó càng chuyển biến nhanh hơn. Cũng có một cái Phật tánh đó thôi, nhưng chuyển biến chậm là nhập lưu, chuyển biến vừa vừa khá nhanh hơn nữa thì nhất giảng lại. Mà càng nhanh nó thì nó càng sáng tỏ, thì nó chiếu phá được người trời dục giới và sơ thiền thì đắc quả thánh thứ hai. Còn nhị thiền và tam thiền phải tới quả thánh thứ ba. Thì quả thánh thứ hai này đó tức là mặt trăng thứ hai. Còn quả thánh thứ nhất nhập lưu là mặt trăng thứ ba. Còn bất lai đó thì phải mặt trăng thứ nhất. Tới A-la-hán mới mặt trăng thiệt. Cái đó tôi có giảng mấy lần, lâu lâu tôi nhắc lại thôi. Tôi cũng giảng mà tôi cũng nhớ hết. Nhưng mà ai muốn đi giảng gì khía cạnh nào cũng được hết á. Nhưng mà cái nào phải cho đúng cái nấy á. Chứ nãy như cô Dân thì là cái đè nén đối trị đã thuộc về tam thiền. Không tam thiền tới tứ thiền mới được. Tứ thiền mới tương đương với bất lai. Chứ tam thiền đâu có tương đương. Bất lai là lọt vào tứ thiền. Thì tứ thiền ngoại đạo nó có bốn cõi, mà bất lai có năm cõi. Thành ra cái tâm định nó tương đương với nhau. Như một cái là thấy rõ, một cái là đè nén. Thì nó rất khác, giống mặt khác. Cái trí tuệ được hoàn toàn khác. Do đè nén cái thức trong sáng, cái này hồn nhiên mà trong sáng. Thì chúng ta thanh thấy là một cái có một cái sự phản phục, một cái không bao giờ có phản phục. Một cái có nhập có xuất. Cái này là không có nhập không có xuất, thường định thôi. Chúng ta để ý cái chỗ đó thì chúng ta mới khỏi bị lọt vào ngũ âm mà. Nào thì câu số 2 là chúng ta phân biệt giữa thức và trí. Rồi cho luôn cái thí dụ. Thí dụ ngay trong cuộc sống mình tôi thấy nhiều Phật tử thí dụ đúng đó. Hay có người không mới đúng lắm. Thí dụ giữa cái mình gặp một món đồ gì mà nổi tham, thì cái nổi tham theo tư tưởng như thế nào và mình đối trị như thế nào thì mình phải cho nó rõ ràng. Rồi khi mình biết cái nỗi tham mình lên mà mình lặng lẽ mình theo dõi nó thì qua bát nhã như thế nào, thì mình phải trình bày hai cái nó khích khao. Nên tôi thấy có nhiều người làm rất đúng. Thiếu gì thí dụ, cuộc sống mình cả tỷ 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 câu chuyện mà gặp gì cái tham với cái sân này. Nào, thí dụ tham không cũng được, mà muốn thí dụ sân không cũng được. Sân có sân của tư tưởng mà cũng có sân bát nhã. Tham cũng có tham tư tưởng mà cũng có tham bát nhã. Thì hai cái vẫn giống hệt nhau thôi. Một cái rồi là dứt được tham dục sân, nhưng mà do đè nén thì không dứt đâu. Còn một cái thấy rõ thì dứt hẳn, ngay vĩnh viễn là không còn khởi nữa. Thì chúng ta phải nhận cái đó để rồi chúng ta tu tập khỏi đi sai lầm. Nào, còn cái thứ ba là khi đoạn diệt tham dục sân đắc quả gì, thì chúng ta biết rồi đó. Nếu mà tư tưởng đó thì đắc quả tứ thiền, còn nếu bát nhã thì đắc quả bất lai. Thì chúng ta giảng trên đợi đây mình kết luận vậy thôi. Thôi về làm hay không, ai chưa làm thì làm đó, để rồi kỳ tới qua câu hỏi số 6. Số 6 thì khó à, thấy một càng gần tiếng gần số này. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề tánh cảnh nào, hữu chất tánh cảnh, vô chất cảnh và hiện lượng tánh cảnh nó khác nhau làm sao. Hữu chất tánh cảnh, vô chất tánh cảnh, rồi hiện lượng đi với tánh cảnh, rồi đối chất cảnh, chân đối chất, tợ đối chất. Chân đối chất là của mặt na thức, tợ đối chất là của thức thứ sáu. Và thức thứ sáu có một cái độc ảnh cảnh nữa, là bắt đầu có tình do đó rồi đó. Còn đối chất là chỉ tưởng thôi. Nào thì cái bốn đường ác là cái nào? Nó là độc ảnh hay là đối chất? Rồi tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nào ngày xưa tôi có giảng qua rồi đó, nhưng mà tôi ít lặp lại vì thời giờ không có. Thì đối chất của tứ thiền là thùng đối chất chưa có độc ảnh. Tam thiền bắt đầu xuống có độc ảnh. Nào rồi đi tới thứ không thì như thế nào? Nếu chúng ta so sánh vậy thì thấy nó sáng tỏ hơn. Còn nếu nói không không là khó đấy. Thì ở trong Cửu Lâm Nghiêm tôi thấy tài tình. Cái kiết sử của A-la-hán này đó thì tôi thấy là không giải thích được. Chỉ coi Cửu Lâm Nghiêm mới giải thích được thôi. Bởi vì A-la-hán là diệt tứ thiền của sắc giới.
mà trong trong kinh không có nói rằng là chỉ nói sắc giới thôi chứ không có nói tước thiền. Mà sắc giới làm sao? Bất lai lại là diệt tam thiền rồi, mà A La Hán diệt sắc giới là diệt cái nào? Cái chừng mà nghiên cứu kỹ thì bất lai là diệt tam thiền của sắc giới thôi. Mà nếu tam thiền sắc giới tại sao còn tham dục? Cái đó là cái chết đó. Tôi muốn chết luôn mấy cái đó, nhưng mà sao không biết tham dục này, tham dục bên trong. Còn cái người trời đó thì tham dục bên ngoài, bốn đường ác đó. Chúng ta phải nghiền ngẫm cho kỹ. Thì cái này nghiền ngẫm hoài thì ra thôi. Nó thành ra mình phải để ý cái chỗ này. Thành ra bốn năm cái kiết sử sau này nó khác với cái mấy kiết sử đầu. Tứ thiền của sắc giới nơi đây là không có độc ảnh cảnh, chỉ là đối chất thôi. Rồi tới tứ không. Tại sao tứ thiền dưới thứ không mà không có nói mặt trăng thứ ba? Chúng ta phải để ý chỗ đó. Nó khác nhau chỗ nào, giống nhau chỗ nào. Rồi phóng vật là gì? Đó là cái vấn đề khó khăn. Có Hòa Thượng Lăng Nghiêm mới giải thích gần, chứ bên Kinh Nguyên Thủy không có nói, đưa ra vậy thôi. Thì chúng ta mới biết phóng vật đó là mặt trăng thứ hai. Còn tứ thiền và tứ không đó, nó dính với mặt trăng thứ ba. Còn cái ngã mạn nó chính là vọng tưởng ưu uẩn, tức là hành quẩn, tức là mặt na. Còn cái vô minh đó thì chúng ta mới thấy là nó dính liền với cái hư vô di tế. Nhưng hư vô di tế thì A-la-hán diệt không nổi đâu. Cái đó không phải diệt mà là tùy thuận, nhậm dẫn. A-la-hán mà không phát Bồ Đề Tâm là không có đụng tới hư vô di tế được. Nhưng mà đụng tới một cái là vọng tưởng kiên cố. Kiên cố nó đập vào cái hư vô di tế mới là có sự xuống cấp của mặt trăng thai. Rồi nó đập vào cái mặt trăng thứ hai, nó có xuống cấp mặt trăng thứ ba. Nó giống như là mặt na, nhưng mà nó đập một cách hồn nhiên, không có dụng công, không có mục đích. Còn mặt na đập vào có mục đích, nghĩa là có không gian, thời gian, có nhận thức và đối tượng. Còn nó chẳng có nhận thức, chẳng có đối tượng. Chúng ta phải nắm được cái này thì chúng ta mới thấy năm độn sử di tế của A-la-hán rất là khó hiểu. Mà cách tu tập cũng rất là khó. Nó không giống như bất lai đâu. Không giống như bất lai đâu. Thì cái đó Phật tử phải trả lời câu số 6. Cái này tôi cũng có giảng rồi, nhưng mà nó rời rạc thôi. Bây giờ Phật tử gắng cố là nghiền ngẫm rồi nối nó lại. Bây giờ câu số 5 thì cũng gần trả lời gần hết rồi đó. Có một số thì tiếc lời không chịu trả thôi, thì kỳ tới cố gắng làm. Còn câu số 6 thì chúng ta mới có nửa bài thôi, còn 5 câu nữa. Mà càng đi sâu thì nó chúng ta thấy càng khó đấy. Càng khó đấy. Nó di tế thôi. Thì thôi tới đây thì chúng ta tạm ngưng, hẹn kỳ tới nha. Rồi cũng còn 11 phút, 19 phút nữa. Thì tôi xin đọc cái đoạn về cảm giác của kiếp na. Thì cũng giống chúng ta thôi nha. Cái hay là của ổng là ổng nói ngắn gọn hơn, nhưng mà không rõ đâu, khó mà tu lắm. Còn của chúng ta thì nó quá rõ ràng nhờ đi theo Đức Phật. Còn của ổng thì nói quá vắn tắt. Có thể ổng chứng đắc, nhưng mà người nghe là không biết làm sao đi vô, không có con đường vô. Như của chúng ta thì có đường, nhưng mà đường không con đường. Thì tôi thấy cái đó hay rồi. Tôi nói không con đường đi vô Bát Nhã thì tuyệt mồ, làm sao tu. Còn nếu có con đường thì là tư tưởng chứ không phải là Bát Nhã. Nhưng mà đường không con đường, tức là nương vào tư tưởng để thấy Bát Nhã nằm trong đó. Nương tư tưởng là đường, mà nhận được Bát Nhã trong đó thì là không con đường. Đường không con đường, vô môn quan thì chúng ta dễ tu hơn. Còn bây giờ không con đường thì làm sao tu, mà có con đường thì thuộc về tư tưởng. Thành ra đây là chúng ta nương vào tư tưởng để nhận ra Bát Nhã. Mà nương tới đâu? Nương tới nhị thiền. Còn nếu muốn dễ nữa phải tới tứ thiền. Thành ra Đức Phật thì thường thường lấy tứ thiền. Mà hãy chúng ta qua nhị thiền được thì ra tứ thiền dễ thôi. Mà từ sơ thiền qua nhị thiền là khó à. Cái cơ ải đó khó đấy. Từ mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì dễ thôi. Còn khỏi cần niệm Phật là nó đến là chứ mình không muốn được đấy. Trong ai lại ra khi nào nó đầy nó tràn đỡ ơn nó, mà mình đâu có biết khi nào nó đầy. Khi nó tràn mới biết nó đầy thôi. Thành ra cái nhị thiền rất là khó, định sanh hỷ lạc là khó.
Còn liên dục sanh hỷ lạc thì dễ thôi. Mà từ định sanh hỷ lạc rồi là chúng ta chìm đắm đi hỷ dục lạc, chứ xả niệm thanh tịnh thì tương đối dễ thôi. Đức Phật thường lấy cái xả niệm thanh tịnh làm cái nền tảng. Thì mấy ông mấy bà thường đọc cái câu ấy, nó tri kiếm lập tri đó. Nếu đứng vững ở đây đi xuống thì tham dục sanh, mà nếu thăng qua để thần si mê, không được đi xuống mà cũng không được đi lên, không được nhảy tới mà cũng không được nhảy lui. Nhảy lui về quá khứ đó à, thì thuộc về tham dục sanh. Còn nhảy tới nữa là thì thuộc về si mê. Vậy thì nhảy đâu? Không nhảy tới, không nhảy lui, mà nhảy vào, nhảy vào cái hiện tại để thấy cái hiện tiền nằm trong đó. Thành ra cái kinh Kim Cang rất hay, cái câu hỏi mà quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, đó là do cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta dùng cái quá khứ tâm, vị lai tâm, tức là chúng ta kẹt vào nhân quả. Mà coi chừng nghe bát nhân quả là địa ngục. Nếu mình chưa đắc A-la-hán thì khỏi nằm trong nhân quả thôi. Thành ra bát nhân quả là không có nhân quả, là con người đó ở địa ngục. Làm ác cũng chết, làm thiện cũng chết. Không có đời sau, không có hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai. Thì con người này là tu cũng chết, mà không tu cũng chết, làm ác cũng thế thôi, chết là hết. Cái thứ này là cái địa ngục nặng nhất. Thành ra trong kinh thường, người ta thường lầm cái bát, cái Thủ Lăng Nghiêm là bát nhân quả. Thủ Lăng Nghiêm rất là gần nhân quả. Thành ra bát nhân quả là địa ngục. Còn biết nhân quả mà không chịu cải sửa, đó là ngạ quỷ súc sanh Atula. Và cải sửa mà còn mê tín, tin vào có một đứng tối cao, một đứng thượng đế, một đứng chúa tể sanh ra mình, nếu mà nghe lời Ngài đó thì Ngài sẽ đem mình về cõi của Ngài, cõi thượng đế, còn không là dìm xuống địa ngục trần gian đời đời kiếp kiếp. Cái đó là thuyết định mệnh. Coi chừng á, định mệnh tức là đặt đâu ngồi đó, mình không có quyền gì hết trơn á. Đức Chí Tôn mà đặt mình đâu thì mình đó. Vì trong Nguyễn Du ông cũng có viết chỗ sai á, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng lãnh trời gần trời xa. Thì ông nói cái gì? Cái câu gì ông nói là rồi đặt đâu thì mình phải theo đó. Nghĩa là cái nghiệp nó kéo đâu mình theo đó. Chúng ta không có quyền gì hết. Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Chúng ta có quyền cải sửa, nhưng mà cải sửa chỉ là người trời, không phải đạo Phật. Cái đạo Phật nó độc đáo vậy đó. Nếu mình tin ở cái thiên mệnh, cái định mệnh đã bày đặt sẵn đâu thì ngồi đó. Thì mình thấy có một chuyện Kiều Nguyễn Du cũng cao lắm. Sau này ổng mới dứt đúng tới thập loại chúng sanh, ổng dứt mới đúng. Còn mà đầu thì ổng nói là cái gì đó, cái gì mà trời đặt đâu thì mình phải chịu đó, không có cải sửa được. À, đã sanh ra những cái gì con nói tôi quên, trong Kiều tôi thuộc là nhiều lắm, nhưng mà có khi nó qua. Còn cái câu khác nữa, cái câu gì tôi quên rồi, tôi nhớ đâu bỏ đi. Thì chúng ta thấy cái pháp định mệnh đạo Phật không chấp nhận, cái đó quá thấp. Tin có nhân quả, nhưng nhân quả do trời định. Trời kia đã bắt làm người có thân, trời nào bắt là mình làm người có thân đâu. Bắt phong trần phải phong trần, là cho thanh cao mới được phần thanh cao. Ông trời nào mà bắt mình phong trần, ông trời nào mà cho mình thanh cao. Phong trần hay thanh cao là do mình chứ. Để con Nguyễn Du rồi đó viết câu đó, bây giờ tôi thấy sai. Bắt phong trần, trời kia đã bắt làm người có thân, trời nào bắt mình làm người có thân. Bắt phong trần là phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào bắt phong trần là do mình, mà thanh cao cũng do mình, bốn đồ lá cũng do mình, mà bốn cõi trời cũng do mình, mà niết bàn cũng do mình. Không có một ông trời nào hết. Ông trời cũng chính là mình. Thành ra mình tin có một đứng Chí Tôn trở nên là vấn đề mù quáng. Có nhiều người đi giết người nhân danh Thượng Đế, mà nhân danh Thượng Đế giết người thì tôi là thấm tử dị đạo. Cái đó là cái quá cuồng tính, quá ngu si. Thành ra đạo Phật là mình có quyền cải sửa nhân quả, nhưng mà chính mình cải sửa, không có người nào hết. Nhưng mà sao Đức Phật bác là cái cải sửa cũng lọt vì người trời thôi. Cái dòng lĩnh quẩn, tôi có tiền địa ngục, tôi tiến lên tới cõi người, tiến lên cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, tới phi phi tưởng. Hết rồi,
thấy cái pháp thân Như Lai thì đây là niết bàn tối cao, thì một thời gian nổi sân lẫn trở xuống nữa. Đó là pháp môn cải sửa. Nó rất hay, nhưng mà nằm trong nhân quả. Tới A-la-hán rồi mới thấy cái bản thể bất sanh bất diệt, nơi sanh đến tất cả vạn vật, chúng sanh và các pháp. Thì trở về với cái này, thì tất cả nhân quả không có nữa. Chỉ còn một sự yên lặng, một cái vùng hào quang rực rỡ, uy nghi, không có mờ tối gì hết. Cái này nhiều người rất sợ, nói rằng Tử Lăng Nghiêm bát nhân quả. Cái đó là niết bàn tịch tỉnh, đâu có bát. Nhưng mà theo Đại Thừa chưa gọi là niết bàn rốt ráo được. Cái này là quá thành dụ thôi, như trong Kinh Pháp Hoa nói. Quá thành dụ, tức là niết bàn đấy. Nhưng mà không có cái dị dụng, niết bàn chết. Thành ra mới có một cái diệu dụng là ra tùy thuận hết tất cả chúng sanh. Thị hiện một thân nhiều thân, cho tới vô lượng thân, một cõi nhiều cõi, cho tới vô lượng cõi. Cái mờ đó ông tiến sĩ Nguyễn Tường Bách ông viết hồi xưa, ông rất là ngán cái này. Về không gian ba chiều thì là đúng hồi xưa, về không hài lọc không gian ba chiều. Sao ảnh xe tiếm rồi lọc không gian bốn chiều thì cả thế giới rung động hết. Mới có cái bơm nguyện tử, mới có vũ khí giết người. Là do không gian bốn chiều, tức là cái chiều thời gian, tức là cái chiều nhận thức. Nhận thức thay đổi thì đối tượng phải thay đổi theo. Nhưng mà cái đó chỉ là nhân quả thôi. Rồi tới đạo Phật nó không gian nhiều chiều, không gian vô lượng chiều. Trời ơi, cái này là biết, con gái điên cái đầu luôn. Để tôi thấy nước là nước, thì tôi chuyển cái nhận thức tôi qua khóa học, thì nước là H2O, thì phải bỏ con người chết. Và nếu tôi chuyển qua điện tử, oxy là 16 điện tử âm, 16 dương, thì phải bỏ H2O, phải bỏ nước chứ. Cái này một mình tôi vừa thấy nước là nước, vừa thấy H2O, vừa thấy là điện tử, vừa thấy là máu, mà vừa thấy là lưu ly. Thì cái này ai mà chịu được? Một người mà thị hiện quá thân nhiều thân, mà chẳng những nhiều thân mà đạo Phật nó vô lượng thân luôn nữa. Thì cái này điên đầu, các nhà khoa học điên đầu ấy. Nhiều chiều, 2-3 chiều là cái ngày ngán rồi. Để tôi đổ cái này thì tôi phải bỏ cõi khác chứ. Tôi vô phần hóa học thì tôi thấy nước H2O, thì tôi đâu thấy nước là nước nữa, đâu có thấy nước là điện tử nữa, mà đâu có thấy nước là lưu ly, đâu có thấy nước là máu được. Một cảnh nào tôi hãy qua cảnh này phải bỏ cảnh khác. Cái này một lúc tôi ở luôn vô lượng cảnh. Thì thôi cái này đây khi khác. Giờ chúng ta đọc qua cái bài này, thấy không? Thì chúng ta thấy là ở đây ông nói thì nó không rành lắm, nhưng mà cũng giống cái ý, cũng giống như chúng ta. Nhưng mà trình bày không có bằng đạo Phật đâu. Dứt trừ sanh mà nó có nhiều cách dứt trừ. Dứt trừ định lực mạnh hay dứt trừ định lực yếu. Dứt trừ được lâu hay dứt trừ một lúc thôi. Nếu mà ông vậy cho cái năm thiền cái với cái tứ thiền nó một thứ hay nó khác? Nếu nói một thứ là trật, nếu nói khác là sai. Năm thiền cái với tứ thiền cũng một thứ thôi, nhưng mà khác. Là năm truyền cái định lực yếu không thể nối kết năm cái truyền cái đó lại. Mà khi nối kết lại thì cái định lực mạnh mới vào sắc giới được. Thì người đó phải giữ giới cho kỹ, phải 8 giới thêm 3 giới, 3 giới sau mới là khó. Đó là 3 cái hạnh. Khi có hạnh kiểm là không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không trang điểm phấn son, không nghe xe mắt múa, thì cái tâm rất là thanh tịnh. Người đó có định lực mạnh, nó có thể nối năm truyền cái lại với nhau, thì thành ra sơ thiền. Còn mà không cả, không có thể nối lại được thì đó là người với trời dục giới thôi. Dứt là dứt được một chút nào đó nữa trở lại như thường. Còn cái kia dứt là người ta đè nén nó lâu hơn. Nguyễn kịp không? Hai cái nó khác nhau, nó giống mà nó khác. Cái kia là dứt một lúc thôi rồi nó phản phục nó trở lại. Còn nếu cái sơ thiền để dứt nó được lâu, còn nhị thiền lâu hơn nữa mà không cần tầm sát. Rồi tam thiền thì còn lâu hơn nữa. Thì đó là do ấy mà để lâu quá được ngàn năm triệu năm rồi cũng nhàm chán chết luôn. Mà nhàm chán thì trở, mà trở xuống thì sa đọa. Khi cái thiền định mà yếu rồi gặp cái hoàn cảnh mà nó quá tải rồi bức xúc thì văng nữa. Thành ra cõi trời phi tư tưởng là cao nhất rồi, đã thấy được pháp thân của Như Lai nhưng mà đâu có ở đó hoài được. Nó nhàm chán, các ngài có thể ở hàng tỷ tỷ năm cũng được. Nhưng mà tư tưởng là luôn luôn nhàm chán. Nếu nhàm chán thì phải trở ra. Trở xuống mà trở xuống thấp rồi thì quá xúc bức ấy thì chăng xuống thôi. Thành ra thế tưởng là thế đề nén là nó chỗ đó đó. Luôn luôn nó nhàm chán. Còn Bát Nhã thì nó mới lạ mãi. Không có vấn đề nhàm chán. Giờ hiểu không? Giờ ta đọc tiếp đoạn này.
còn có 7 phút nữa thôi. Một vị giáo sư đại học còn trẻ, có vẻ hơi hồi hộp, có giọng nói cao và cặp mắt sáng, nói rằng ông ta từ xa đến và có một câu hỏi rất quan trọng. Cái vị giáo sư hỏi: tôi đã biết nhiều niềm vui khác nhau, niềm vui vợ chồng, niềm vui có sức khỏe, của ý thức, của bạn bè. Vốn là giáo sư văn chương, tôi đọc nhiều, hiểu rộng và yêu thích sách vở. Thế nhưng tôi thấy trong tự thân, niềm vui là cái luôn luôn thoáng qua, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Không có điều gì tôi biết tới mà có được một chút lâu dài. Đó là cái tâm lý của mình đấy. Mình hưởng cái gì dập sơ tiền dây tiền rồi cũng nhàm chán rồi. Không kéo dài một ngày hai ngày rồi nó cũng mất thôi. Cả danh chương, thứ vui lớn nhất của đời tôi cũng bắt đầu mất cái vui vững bền của nó. Tôi cho rằng phải có một cái nguồn gốc vĩnh cửu của mọi niềm vui. Nhưng mặc dù ra sức dò kiếm, tôi không tìm ra được nó. Tức là cái vui nước bạn, mà vui nước bạn thì không có vui. Được vậy mà nếu không có vui mới là cái vui vĩnh cửu. Đó là cái khó hiểu nhất của tư tưởng. Ấy chăng tầm cầu, tôi tiếp na, phải chăng tầm cầu là một hiện tượng rất dễ đưa đến sai lầm. Còn tìm kiếm còn tầm cầu là dễ đưa đến sai lầm. Tại sao thì biết không? Để tìm kiếm thì tất nhiên cái A-lại-da mình, cái kinh nghiệm nó phóng hiện cái niết bàn. Nó phóng hiện thì mình thấy được cái niết bàn do tư tưởng tạo. Cái là cái độc đáo. Nhưng mà viết văn thì nó hơi khó hiểu. Phải chăng tầm cầu là một hiện tượng rất dễ đưa đến sai lầm. Bất mãn với cái hiện tại, ta đi tìm cái nằm sau nó. Đau khổ với cái hiện tại, chúng ta dò tìm trong tương lai hay trong quá khứ. Quá khứ tức là những cái kỷ niệm mình kinh nghiệm qua, tương lai là mình tưởng tượng mình sẽ đạt tới niết bàn như thế nào đó. Và cái được tìm ra đó cũng bị héo mòn ngay trong hiện tại. Không bao giờ ta chịu dùng điều đó để tìm kiếm nội dung trọn vẹn của cái hiện tại, mà luôn luôn theo đuổi giấc mơ của tương lai. Cái ổng tìm kiếm là tìm cái tiến trình của hiện tại, chứ đừng có mơ mộng về quá khứ, đừng có nuối tiếc về quá khứ, đừng có mơ mộng tương lai, mà phải trở về hiện tại và thấy cái diễn biến của hiện tại. Thì đúng như cái lối của mình vậy. Không bao giờ ta chịu dừng điều đó để tìm kiếm nội dung trọn vẹn của cái hiện tại, mà luôn luôn theo đuổi những giấc mơ của tương lai, hay tìm trong ký ức đã qua của quá khứ. Tựa ta lựa cái phong phú nhất và cho nó sức sống. Ta bám víu vào những cái đã là, hay từ chối nó trong ánh sáng của cái sẽ đến. Thế nên hiện tại trôi qua không ai để ý đến. Hiện tại chỉ là đoạn đường trung gian đi qua càng nhanh càng tốt. Chúng ta thấy hiện tại là cái của quá khứ, và tương lai là cái của hiện tại. Cái chết chỗ đó là cái hiện tại mới là cái thực. Mà mình lại không sống được hiện tại, mình mong cầu những cái quá khứ, cái hình ảnh đẹp nhất lúc hồi nhỏ mình đi học làm sao đó, đòi hỏi tính theo trong trắng nó đẹp đẽ không lo lắng. Bây giờ mình lớn rồi mình thấy đủ thứ, mình mong cầu trở lại, và làm sao trở lại được. Còn tương lai mình mong cầu làm ăn để dành dụm tiền bạc làm sao cho tương lai mình sáng tỏ, thì cái hiện tại bỏ mất, chỉ còn có quá khứ tương lai. Ngồi thiền để tương lai đạt được niết bàn. Hiện tại không có niết bàn, tương lai sẽ đạt được niết bàn. Cuộc đời bây giờ là vậy đó. Gì mà nuôi trẻ trồng cây 10 năm thì trồng người trăm năm vậy đó. Không có hiện tại. Trồng cây 10 là để trăm năm về sau, trồng cây bây giờ là để 10 năm về sau, chứ hiện tại không có. Mà hiện tại khổ đau rồi, tương lai làm sao mà niết bàn được? Không có vấn đề đó. Còn quá khứ đã là đẹp đẽ thì hiện tại làm sao mà đẹp đẽ, quá khứ là qua rồi. Thành ra cái kinh Kim Cang lọc đó, cái con Đông Đức Sơn mà ông đi hỏi đạo là xuống chỗ này, chúng ta thấy là nói rất hay. Bây giờ chúng ta thấy cuộc sống nó khó lắm. Ở đời thì luôn luôn là luân hồi. Tự do là tự do lựa chọn, còn Bát Nhã tự do là không lựa chọn. Thì nó chọi nhau, nó chọi nhau. Thành ra những người sống Bát Nhã là khó sống. Dù cái chàng trai trẻ, dù nó ở trong quá khứ hay tương lai bất cứ, tôi muốn tìm nguồn gốc của niềm vui. Anh nói tiếp: ông hiểu ý tôi chứ? Tôi không còn tìm kiếm đối tượng mà từ đó niềm vui tốt ra.
Thí dụ như ý niệm sách vở con người thiên nhiên, mà bản thân nguồn gốc của niềm vui bên kia tính chất tạm thời của nó. Nếu ta không tìm ra nguồn sống, ta sẽ bị vướng mãi trong nỗi khổ của vô thường. Tìm một cái gì bất tử, một cái gì chân thường. Krishna, ông không nghĩ là chúng ta phải thấu hiểu ý nghĩa của chữ tìm kiếm sao? Bây giờ ông kéo lại, cái ý nghĩa của chữ tìm kiếm là gì? Tìm kiếm mà thấy được thì cái đó có phải là tìm kiếm không? Chúng ta thường làm một chỗ đó, tìm kiếm là phải được cái đó, phải có cái mục đích, đạt được mục đích đó là thỏa mãn tìm kiếm. Mà đạt được mục đích thì đó đâu phải là tìm kiếm. Cái định nghĩa của Bát Nhã nó đọc đó. Ông không nghĩ là chúng ta phải thấu hiểu ý nghĩa của chữ tìm kiếm sao? Nếu không thì những gì hai chúng ta nói sẽ không liên hệ gì với nhau cả. Tại sao lại có cái bức xúc phải tìm kiếm? Cái khắc khoải phải tìm ra điều gì? Cái cưỡng bách phải đạt tới nó? Có liệu như chúng ta phát hiện động lực và thấy cách vận hành của nó, ta sẽ thấy ý nghĩa của sự tìm kiếm. Tìm kiếm mà có động lực thì đó không phải là tìm kiếm. Cái này là giống giống như mình nói đó, cái thế của Mạt Na là luôn luôn có cái tìm kiếm, có cái tác ý trong đó. Thì chàng trai nói, động lực của tôi thì đơn giản và trực tiếp, tôi muốn tìm nguồn gốc trường cũ của niềm vui, tức là niềm vui bất tử. Mà niềm vui bất tử mà tìm kiếm thì đâu còn là bất tử nữa. Vì mọi thứ vui tôi biết được điều chóng qua, điều vô thường. Cái thôi thúc làm tôi đi tìm là nỗi khốn khổ khi biết rằng mình không sở hữu cái gì vĩnh viễn cả. Tôi muốn thoát ra khỏi cái nỗi lo bất an này, và tôi nghĩ điều này chẳng có gì lạ. Ai biết suy nghĩ mà không muốn tìm cái mà tôi đang tìm. Thì bây giờ mấy ông mấy bà đây cũng vậy thôi. Tìm một cái gì vĩnh viễn, nguyên cửu, trường tồn, vui hoài mà đừng có buồn. Có hạnh phúc, có cái phước mà đừng có quả. Những người khác gọi nó bằng một tên khác nhau. Ai biết suy nghĩ cùng tìm cái mà tôi đang tìm. Những người khác gọi nó bằng một tên khác nhau. Chẳng hạn như Thượng Đế, Chân Lý, Ân Phước, Tự Tại, Giải Thoát, vân vân. Nhưng tất cả chủ yếu chỉ là một. Một tức là tìm hỷ lạc thôi. Một cái hỷ lạc tuyệt đối, cái hỷ lạc vĩnh cửu á. Mà cái vĩnh cửu có thể tìm được không? Bị trói, bị trói buộc trong cái khổ não của vô thường, tâm đi tìm cái sự vĩnh cửu, dù nó mang tên gì cũng thế thôi. Và chính sự khao khát của tâm về cái thường hằng vĩnh cửu đã sinh ra cái thường hằng, cái đối lập với cái đang là. Thực ra không có sự tìm kiếm gì cả, ở đây chỉ có niềm mong ước có được tiện nghi dễ chịu của sự thường hằng. Khi tâm biết mình đang ở trong một tình trạng biến hoại thì nó cố dựng lên một cái dạng ngược lại. Thế nên tâm bị lôi vào trong sự tranh chấp của nhị nguyên. Tôi thấy vô thường là tôi đi tìm cái chân thường. Cũng như thấy là cõi người khổ thì lên cõi trời dục giới. Dục giới là ở trong đó thời gian thấy khổ lên cõi trời sắc giới. Cứ lên hoài. Mà cái tiến hóa này có đưa tới giải thoát hay không? Cái đó là cái khó. Khi tâm biết mình đang ở trong một tình trạng biến hoại thì nó cố dựng lên dạng ngược lại. Thế nên tâm tôi bị lôi vào trong sự tranh chấp của nhị nguyên. Và khi muốn trốn tránh ra khỏi cuộc tranh chấp này, nó lại theo đuổi một cái đối lập tranh chấp khác. Thì cái dụ dẫn của mình tới tứ thiền là y chang nè, ông cũng thấy được cái chỗ đó. Thế nên tâm luôn luôn bị cuốn vào bánh xe của những đối lập. Thì chàng trai, tôi ý thức được quá trình phản ứng của tâm như ông dạy. Thế nhưng phải chăng người ta không nên tìm kiếm? Nghĩa là sống mà đừng tìm kiếm gì hết. Cuộc đời sẽ hết sức tẻ nhạt nếu không còn khám phá tìm kiếm gì nữa. Chích nà, bằng sự tìm kiếm liệu chúng ta có khám phá được cái gì mới không? Cái mới không phải là cái ngược với cái cũ. Nó không phải là cái đối lập với cái đang là. Nghĩa là cái mới, cái niết bàn không phải đối lập với cái hiện tại. Mà cái niết bàn không phải là bỏ cái cũ để tìm cái mới. Cái này là cái lầm của chúng ta từ xưa giờ. Nếu cái mới chỉ là sự phản chiếu của cái cũ thì nó là cái dạng tiếp tục điều chỉnh cái cũ mà thôi. Tất cả nhận thức đều dựa trên quá khứ, nên những gì nhận thức được không phải là mới mẻ. Nhận thức tức là tư tưởng nhớ lại đó. Mà nhớ thì nhớ lại những cái gì mình đã kinh nghiệm qua rồi,
thì cái đó là cái cũ. Còn cái cuộc đời nó diễn biến là nó không có, không có quá khứ, không có kinh nghiệm, không có kiến thức, không có ký ức. Nó chẳng có tướng, nó chỉ có cái hình chuyển biến mình trực muốn nó lên theo cái nhận thức của từng người. Thành ra nước là có đối với loài người thôi, còn H2O là có đối nhà khoa học. Tất cả cái này đều sai với sự thật, thì chúng ta phải hiểu ở chỗ đó. Tất cả nhận thức đều dựa trên quá khứ, nên những gì nhận thức được không phải là mới mẻ. Sự tầm cầu xuất phát từ nỗi khổ của hiện tại, thế nên cái được tầm kiếm thật ra là cái đã được biết đến. Ông tìm kiếm tiện nghi thoải mái và có thể ông sẽ tìm ra, nhưng nó sẽ chóng qua, vì bản thân của sự thôi thúc tìm kiếm cũng vô thường. Tất cả ước muốn tìm nguồn duy, tìm thượng đế hay bất cứ điều gì đều vô thường chóng qua. Thì cái mầm mống của mà tìm cái mới là mặt nạ, chính là hành hướng. Nó luôn luôn đắn đo suy nghĩ để tìm ra cái niết bàn, mà chính cái hành hướng cũng là vô thường. Thành ra cái vô thường không thể tìm cái chân thường được. Rồi chàng trai nói, liệu tôi hiểu đúng ý nghĩa của ông nói không? Vì sự tầm cầu xuất phát từ ước muốn, và ước muốn lại là vô thường, nên sự tầm kiếm là hảo huyền vô ích. Ước muốn đây là mặt na đấy, tức là đắn đo suy lường để là tầm cầu niết bàn có mục đích, nhưng mà mục đích cũng đều là hảo huyền. Và kiếp na, nếu ông thấy sự thật của điều này thì sự biến hoại chính là niềm vui. Câu này là câu này cao nhất, là khó nhất. Là nếu mình thấy được sự thật của điều này, tức là thấy được cái mặt na chuyển biến nó là vô thường, thì chính cái thấy này là chân thường. Chỗ này là cái chỗ tôi dài nó khó. Thành ra nếu ông thấy sự thật của điều này, thì chàng trai nói là liệu tôi hiểu đúng ý nghĩa của ông nói không? Nghĩa là ông muốn nói rằng sự tầm cầu xuất phát từ ước muốn. Ước muốn là mặt na đấy, là mục đích đấy. Và ước muốn lại là vô thường, nên sự tìm kiếm là hảo quyền vô ích. Thì Kết Na trả lời, nếu ông thấy sự thật của điều này thì sự biến hoại chính là niềm vui. Nếu thấy được cái diễn biến của mặt na như vậy thì cái thấy này chính là niết bàn, chính là cái bất tử. Cái chỗ này là cái khó nhất, người mà không hiểu văn giả đọc không hiểu cái vụ này đâu. Nó kỳ khôi khôi. Nếu ông thấy sự thật của điều này thì sự biến hoại chính là niềm vui. Thì bây giờ thấy được cái biến hoại của mặt na thì cái thấy này chính là niềm vui, chứ đâu có tìm đâu nữa. Rồi ông chàng trai trả lời, làm sao tôi thấy được sự thật của điều này? Kiếp na, không có làm sao hết, không có phương cách nào cả. Phương cách ẩn chứa ý niệm của sự vĩnh viễn. Bao lâu tâm còn muốn đến đích, muốn đạt tới, muốn thủ đắc, thì bấy lâu tâm còn tranh chấp. Tranh chấp thì không nhạy cảm, chỉ có một tâm thức nhạy cảm mới thấy được sự thật. Sự tầm cầu do tranh chấp sinh ra, và khi tranh chấp dứt mặt thì cũng không còn muốn cầu tìm kiếm gì nữa. Đó là giải thoát. Hiểu không? Hiểu không? Mình thôi. Khi mà tầm cầu mà biết mình tầm cầu thì cái biết đó chính là niết bàn, chứ không còn phương pháp, không còn làm sao, không còn cách thức gì hết. Thôi đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chư Phật tử nhớ là cố gắng làm ha. À, bây giờ còn một cái điều nữa tôi xin thưa rồi chúng ta về ha. Là có cho biết là sắp sửa Tết niên tới, chung sinh năm gì á, trăm sinh nu gì á, tất nhiên tôi thấy nó đề tôi không có biết. Thì bên mặt trận tỉnh của Trà Vinh này có yêu cầu chúng ta giúp đỡ một số người nghèo, vì dân tộc thiểu số họ nghèo, mà ăn Tết thì mà không có tiền thì nó kẹt. Thì đây ủng hộ, một là tiền, hai là gạo. Gạo cũng được, mà đem hộ người ta để người ta ăn Tết. Thì tôi cho Phật tử biết đó, ai có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Nếu có tiền thì mua gạo, còn nếu có gạo thì đem thẳng là tịnh xá. Cây bữa 10 cây là hết hạn đấy, tức là bữa đó em Tết niên đó, mình đem sớm vài bữa. Bữa nay là 10 cây là nhâm mùng 5 thì phải, mùng 5 tháng 3. Thì bữa nay mới có là 23 thôi, tức là còn tới mười mấy bữa đó. Thì Phật tử nào có gạo hoặc tiền, hai thứ thì có thể đem đến tịnh xá.
Hay là nếu mà tiền thì đem đi mua ông chuyện đăng, đem mua gạo đem vô. Thì có mười mấy bữa nữa chắc không đến đổi mốt. Thì